Rót cho con ly nước này. Hello mọi người. Hello, chào mọi người nha. Chào Quỳnh, Quỳnh khỏe không em? Cơm chưa? Lan Nguyễn, chào em yêu. Không, chị like quá hả? Đáng lẽ nãy like lúc mà 10 giờ, 10 giờ đó. Mà chị mới vừa lên like cái chị có việc gấp, có chị phải đi liền. Đó là chị không có được, không có làm, phải hẹn mọi người lại nè. Rồi mà đợi mọi người chút xíu đi, đợi 2-3 phút đi ha. Rồi mình sẽ nói qua cái vấn đề. Rồi bây giờ là đây là cái mẫu mà thật ra cái chụp hình lên nó không đẹp lắm mọi người. Là cái này nha, rất là bền nha, nó động trên tay của Mary nè, Mary cậy này kia, Mary tùm lum giặt đồ tùm lum hết mà nó vẫn bền ha mọi người, nó ra rồi nè, nó ra khúc luôn rồi nè. Đó thì nè, đó mọi người thấy á, cái phôi này nó dễ dán lắm. Lớp trưởng ơi, lớp trưởng đưa cho cô cái mấy cái phôi để bỏ cái này qua, đưa cho cô mấy cái phôi để cái này. Hôm nay thì Marie sẽ like để hướng dẫn mọi người thôi, chứ Marie cũng không có bán cái gì hết. Là cái này thì ở ngoài nhìn nó đẹp lắm mọi người đó, thì Marie chỉ like giùm thôi. Hôm nay không có phôi, cũng không có bán, không bán gì hết trơn á. Tại vì mà Marie chỉ cũng sắp đi rồi, cho nên chú trọng vào cái việc nào là nó bán cái gì là bán một thứ chứ không bán lung tung. Thì nhiều việc quá, dạy trực tiếp, đang kèm mấy bạn học trực tiếp nữa, đào tạo cấp tốc đó. Đó với lại họ dạy online nữa, cho nên là không không có còn giờ để mà bán tràn gian đại hải nữa nghe. Rồi bây giờ đó. Rồi bây giờ mọi người nè, muốn Marie cái này mình có thể mình dán á, mình dán bằng những cái mình có thể mình dán ở trên những cái nền mà khác nữa nha. Ví dụ như màu hồng nè, ví dụ cái hoa của mình nó nghiêng vào màu hồng, màu Kim cam. Trần, hello Mary. Chào chào Kim Trần. Đó màu xanh nè, Marie có làm mấy cái luôn đó để cho mọi người xem ha. Thì cái Marie á, thì Marie thích làm ở trên cái nền này á, tại ở ngoài á Marie có lên rồi. Cái này nhìn nó xinh lắm mọi người, nó thanh. Thì không biết cái đó là do Marie thích thì sao thì không biết, nhưng mà là Marie thích vậy á. Đó, nhưng mà vẫn làm đủ hết. Nhưng mà ví dụ như cái này mình có làm trên nền đậm được nha mọi người. Đó, mình làm trên nền đậm thì nó vẫn ra nè mọi người thấy chưa? Đó, nhưng mà nhờ nó không đẹp lắm, nó không đẹp bằng ở trên cái nền sáng ha mọi người, với lại cái nền trong nha. Đó, mọi người, cả nhà đâu rồi? Như Quỳnh em dán phôi mãi không có được hả? Vậy thì hả, nay là phải được nha. Dạ em chào chị Kim Trần, chị buồn ngủ chưa? Lan Nguyễn, em hóng dài cổ luôn. Trời ơi, cô đâu biết là các em không biết làm đâu, tại cô thấy cái này nó quá đơn giản, cho nên là cứ nghĩ là trời ơi đó, đơn giản như vậy thì mọi người biết rồi, cho nên là Marie không có làm. Nhưng mà hôm qua thì sẵn nó rớt rớt vài miếng phôi ra, tự nhiên cái hứng hứng lên ngồi làm cái gì thấy nó cũng ok, đưa cho mọi người coi. Rồi thì cái phôi này á, thì mà Kim Marie, Trần, 10 giờ đêm rồi em. trời ơi 10 giờ đó hả chị bật tiếng nhỏ nhỏ thôi thôi là giọng của em á, nó giọng thổ, nó gian gian cái anh nhà anh ngủ không được, cái anh quay quanh anh cự á. Mỹ Mỹ em hóng từ hôm qua tới giờ. Trời ơi, mỹ mỹ thấy thương quá à.
Mỹ Mỹ cô nương rất là đáng yêu. Rồi bây giờ ha, thì phôi thì nó có hai cách làm. Một là mình sẽ làm bằng cái keo này. Cái keo này Mary nhớ không lầm thì Mary mua này có 18 ngàn, 20 ngàn gì đó. Cái này là cái keo nè mọi người. Mary kệ, ai ai chưa biết thì xem Mary, còn biết rồi thì thôi ha, bỏ qua. Chứ nhiều khi mình hướng dẫn mà mình chứ đâu phải mình biểu diễn đâu, cho nên là mình phải nói nhiều. Thế kệ, ai nói mình nói nhiều mình chịu à, chứ mình phải nói để cho mấy bạn hiểu. Đây là cái keo phôi nha mọi người đó, thấy không? Thì cái chai này nó có hai cách làm, cái nào làm cũng được hết nha mọi người. Cái này Mary nhớ không lầm thì hình như khoảng 20 ngàn, 18 20 gì đó. Rồi còn cái nó có thêm một cách nữa là mình sẽ dán bằng cái loại này nè. Star treo glue nè, dạng như cái treo mà treo treo keo á, glue nó hay keo á đó. Thì mình dán mà cái này cũng được. Cái này thì mình phải hơ, nói chung cái nào cũng phải hơ hết, cái nào cũng phải hơ. Cái chai này thì Marie cũng không có bán luôn. Cái chai này thì khoảng 45 50 ngàn gì đó mọi người. Marie chỉ án chừng giúp mọi người thôi nha, chứ Marie không không đâu có bán đâu mà nắm giá ha. Rồi với lại nếu như mà mình Marie nói luôn nè, ví dụ như mình làm ở trên cái móng bột rồi á, thì mình dán xong cái là nó xong, là mình lên top luôn, là mình lên top là mình kết thúc. Nhưng mà ví dụ như bạn nào mà không có đắp bột á, mà làm như Marie nè, mình dán trên nền móng thiệt nó mỏng mỏng á, thì khi mà mình dán xong rồi á thì mình nên đánh một lớp gọi là cái lớp cứng móng á, cứng móng á, nó cho dày, nó u lên một chút xíu thì nó rất là đẹp nha mọi người. Thì mình mua cái chai này nè, cái chai này 50 60 gì đó không nhớ. Thì nhưng mà cái này nó có hàng giả, cái này nó hàng giả kinh hồn luôn á mọi người, mọi người cẩn thận nha. Rồi chỗ nó Diệu Hiền Phạm hai chị Marie. hai Diệu Hiền Phạm nha. Thì bạn nào ở đây với Mary rồi thì Mary chào ở đây, rồi lúc nào rảnh là Mary vô Mary coi lại comment ha, chứ nhiều quá, đăng tùm lum tùm la nhiều quá trả lời không nổi luôn, cái còn trả lời tin nhắn nữa mọi người. Nhiều khi cũng ngại ngại đăng đấy, đăng nhiều quá mấy bạn vô giao lưu tương tác cái hả, giao lưu không nổi, cái mọi người nó mình chảnh, thật sự mình không có chảnh, mình đâu có gì đâu phải chảnh, con người với nhau đâu có gì đâu mà phải chảnh. Hoa lưu ly nói nhiều nhiều em thân cô. Đúng không, hoa lưu ly, trời ơi dạy học nè, nãy đáng lẽ like rồi mà có công việc á lại phải tắt like đi nè, thấy không, nó bị khô màu hết luôn rồi nè, thấy không, giờ phải phải dở nó ra lại nè. Trời ơi. Hoa lên thăm nhau. À, Xin chào chị Marie. ừ chào em, Hoa khỏe lưu ly không, chào em ở đâu cô. đó, mọi người bên Mỹ mùa ngủ hết chưa đó. Bây giờ Marie phải chợ dở cái này ra xíu nè ha. Rồi để bột nó khô mọi người, khi mà bột nó khô thì mọi người dở nó ra, lật nó ra chứ đừng bỏ nha, bỏ uổng trời, màu mua bằng tiền mà ha. Ok rồi thì bây giờ Maria sẽ hướng dẫn cách dán phôi trước ha. Thì Quẩn bị cứng móng xong phải lau qua cồn mới tốt phải không cô? không cần, em làm này xong nè, em làm này xong cái em lấy một, nếu như em thích kim tuyến, em thích kim tuyến thì em bỏ kim tuyến lên một xíu, em điểm 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 giống như là cái này nè đó, giống như là cái này nè, cô có dán chữ nè. Ví dụ như mình làm không bằng cái này đi ha, thì để cô zoom lên một cái, thí dụ mình làm không bằng cái này đi thì mình không có cần cho gì á, thì xong mình ẩn ẩn chút xíu kim tuyến lên nè đó. Còn nếu như mà mình muốn dán chữ á thì mình cái loại này nè, nó đâu có, nó còn dính á, thì mọi người lợi dụng cái chuyện mà nó còn dính đó, mọi người dán miếng chữ vô. Dù khi mình đó mình cho nó chút xíu chữ rồi vô, ví dụ như Marie đang làm nè, còn không thì bỏ ẩn ẩn nó chút xíu kim tuyến vô cho nó lấp lánh, còn không thì thôi lên top luôn ha. Đó, không cần phải chùi lại đâu nha em chùi lại là nó bung á. Tại vì hai cái đó là cái chất kết dính mà em. Cái chất mà nó dính dính là nó là chất kết dính mà em chùi đi là em lên top này nó dễ bung top lắm nha. Rồi. Tú Quyên chị ơi đẹp quá, bữa nào chị chỉ vẽ siêu đi nha. Trời ơi Tú Quyên, hình như Tú Quyên đang đi đâu, Nha Trang hay đâu ấy, phải không? Phải không Tú Quyên đang đi chơi phải Phúc Lâm xin chào cô giáo xinh đẹp. không? Chào cô giáo thôi, cô giáo không có xinh đâu nha, Lâm Lâm mới xinh nha. Rồi. Nguyên Võ chào cô. Rồi rồi ok, chào chào mọi người nha. Chào Nguyên Võ hả? Dạ.
Rồi, bây giờ ha là cái lớp đầu tiên Marie cũng đã làm sẵn hết đây rồi. Marie làm sẵn hết nhưng mà để Marie làm nó cho lẹ thôi. Nhưng mà Marie vẫn phải hướng dẫn lại từ từ đầu ha. Thì bây giờ trước tiên mình vô mình phải lấy cái buffer đó. Mình lấy buffer mình đánh nhám đi ha mọi người. Đánh cho nó nhám thì Marie đã nhám rồi. Marie đã nhám, mọi người thấy ánh sáng có đủ không ạ? Mọi người Đủ đủ không? sổ Rồi ok đủ rồi thì Marie đi tiếp ha. Thì cái này mình đầu tiên là mình sẽ sơn bay ha mọi người ha. Đó mình sơn bay đi. Đó. Mình sơn bay xong rồi mình hơ. Đó, mình sẽ đi đủ hết. tiên tiên cái nào cũng đẹp hết cô. Vậy thì tùy ha. Ví dụ như mình làm khách á, cái mình chịu khó mình làm mẫu gì đi, cái mình đưa cho khách chọn giờ thích làm sao. Chứ lúc đó mình hỏi bằng miệng mệt lắm, đợi người ta trả lời mệt lắm, nó lâu nữa. Thì bây giờ mình cho đi như vậy là 60 giây ha mọi người. Thì cái này là lớp này Marie đánh là bay, lớp bay ha. Rồi Marie cho hơ ha. Rồi mình Hai lên giao, thanh giao. Dạ em khỏe, em ở Thủ Đức chị Mary ơi. em ở Thủ Đức vậy là ok rồi, chứ sợ mấy bạn bên kia cái giờ như chị Kim Trần á, là chị đang mệt lắm á, chị buồn ngủ. Vậy là ở Việt Nam là coi là thuận tiện rồi. Hằng Nguyễn, hello em, đẹp quá hả? À, khen cô đẹp hay là khen mẫu đẹp? Rồi nha. Rồi những cái phôi á thì đây đây là để mình nói xíu. Marie có nhiều phôi lắm mà mua mà cũng nhiều khi quên lãng luôn, lãng quên chiều là chiều thu luôn. Đó nó là vậy là mọi người, hộp này hình như có 35 40 ngàn nè mọi người đó. Trời ơi, ở đâu mà chả có bán ha. Đó, thấy không? Hoa người xấu nhưng mà hoa rất là đẹp nha. Đó. Ok ha. Rồi, thì mỗi lần mình lấy á, mình lấy ra mình dán thì mình cắt nó một mảnh như vậy. Thấy không? Cắt nó một mảnh như vậy ha. Rồi, mình cứ cắt ra mình làm mẫu mình để đó cho khách lựa nha. Rồi, bây giờ là cái lớp mà hồi nãy á, là mình sơn lớp bay. Ý, xin lỗi. Nó rung rinh. Rồi mình xin lỗi nghe. À, bây giờ là mình lên lớp lớp này lại là lớp Top. lớp top á mọi người. Lớp top nè, trời ơi hơi hơi không dám ngửa đâu, mình nói top đi ha, nó nằm dưới đít á. Cho nên nó ngửa ngửa nó đổ thế bà nữa. Kim em chào cô. Ừ, Kim. Trang Kim Long đẹp Vương. quá cô ơi. Trang Vương. Trời ơi, hâm mộ chị lắm ha. Hâm mộ chị là phải mua cà phê cho chị uống nha. Chị gu của chị là gu cà phê sữa. Chi Mai chào em. Nguyên nail em mới vô chị chỉ cắt dán phôi với chị ơi. Đây 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 em, đây em. Rồi bây giờ mình đã làm lớp mà mình đã làm cái lớp bay rồi đúng không? Thì bây giờ là mình sẽ đi cái lớp top lên luôn. Top không chùi nha mọi người. Top là khô luôn á nha. Hello mọi người nhìn thấy rõ không? Marie nói có lớn không? Mọi người có bị giật mình vì cái tiếng của Marie không? Hả? Thì Marie sẽ giảm nhỏ volume lại. Kim giờ mới vô chưa biết nãy giờ cô like được gì rồi, tiếp phải coi lại. Không sao, mới vừa lên lớp bay, bay cho hơ 60 giây á Kim. Xong rồi bây giờ là cô cho lên hơ top luôn nè. Lên top luôn ha. Đó, rồi. Mọi người mà cảm thấy cái gì mà chưa vững là phải nói Marie. Chị Marie ơi, dừng lại. Thổi còi bà liền nha, thôi bà chạy hoài luôn Úc Thi Kiên Giang tóc này tóc lì hay tóc bóng vậy á. À, cô? tóc bóng đó em, tóc bóng á. Trời ơi, ai thảo tim tôi quá trời, con thích quá trời luôn á. Hạnh phúc lắm, ai mà thảo tim là không cần cơm no luôn. Nguyễn Hồng, em chào cô, giờ em mới vô. Ừ, vô rồi coi nè, mới vừa vô à. Hai lên thanh đào vừa đủ nghe rồi cô rõ lắm. Trời ơi, Quỳnh đây là Quỳnh ai vậy, ai ai thả tim tôi, lộ cái mặt ra coi, lộ nguyên hình cho tôi nghe coi. Thương thương gì nữa nè. Như Quỳnh em nghiện nghe giọng chị Marie Trần nói quá ha. Trời ơi, chị Marie Trần nói trời ơi giọng chị nó ồm ồm như đàn ông vậy á. Rồi nè, đây là cái lớp nè ha. Bây giờ cái lớp này là nó khô luôn rồi nè ha. Rồi bây giờ mình buffer lại. Thì đây đã có những cái mẫu mình buffer rồi ha. Rồi xong mình buffer chưa? Đó. Mình lên to, mình lên bay, bay xong mình hơ,
xong rồi mình lên top, xong rồi bây giờ là mình lại bắt đầu là vô ha, là mình sẽ làm hai cái cho mọi người, mình review hai cái luôn ha. Thì Marie thấy là cái này mọi người nên xài cái này đi, cái này rẻ rẻ tiền nè, chứ đâu cần thiết mà phải ấy đâu, phải phải mua. Thì mọi người, người nào đã lỡ mua này rồi á thì chơi luôn, thì cái này nó mắc hơn một xíu ha, thì có cái nào xài cũng được mọi người, không có nhất thiết là phải ấy đâu ha. Rồi thì cái này thì mình sơn nè, mình sơn, mình đừng có sơn sát góc quá, mình sơn sát góc quá thì mình chừa cho nó lại chút xíu cho nó lọt lọt á, cho nó lọt lọt cái hình này nó vào bên trong, nó cách ra chừng sợi tóc cũng được. Rồi mình sơn rồi nè, đó mình Chào bỏ. Lê Bùi, chào chị Marie. Chào Lê Bùi. Tiên Tiên Tiên, Tiên. Tiên Tiên hỏi cái gì? Cái Đó đó là là gì cô? cái gì em? Hả? Em đang hỏi cái đó là cái gì? Cái này mà mọi người sơn á, cũng đừng có sơn dày quá, cũng đừng có sơn mỏng quá nha. Rồi, Mary Quỷ cho. mị tóc xong phải vào lại, phải Đúng, không cô? đúng, đúng, đúng. Rồi, cái này thì giờ cô cho đi hơ 60 giây ha. Cái nào cũng phải hơ mọi người, không có cái nào không hơ đâu ha. Rồi, cái này á là cái kia là cái mới rồi á, là cô làm bằng cái này ha. Rồi bây giờ cái này thì cô làm bằng cái Cái cô đang sơn á cô. à, cái cô đang sơn là keo á em, keo bình thường á, cái này có 18 20 ngàn cái Sa Glue đó nè, cái hiệu nè đó, cô Mary không có bán nha. Rồi bây giờ là tiếp là Mary sẽ làm bằng cái loại này luôn, tức là hai loại, loại nào mình cũng có thể mình dùng hết ha mọi người ha. Ý nó vướng á. Rồi cái này thì mình sơn lên nè, mình sơn cho nó đều tay xíu nha, đừng có chỗ dày chỗ mỏng quá. Mọi người hỏi cái gì là hỏi liền trên live nè, rất là dễ, nhanh luôn, Marie trả lời nhanh luôn. Rồi một ngày Marie cũng khá là nhiều công việc cho nên là nhiều khi hỏi thoát ra rồi hỏi lại cái Marie sẽ có trả lời luôn luôn, trả lời đầy đủ, nhưng mà là hả, nó chậm á mọi người. Rồi mọi người đem cho hơ cái này cũng 60 giây ha mọi người ha. Rồi bây giờ cái này của mình nè, nè mình nhìn ha, mình thấy nó cái này nó chưa ráo lắm là mọi người, nó còn hơi gợn gợn một xíu. Marie cho hơ tiếp chút xíu nữa nha. Cái đó, cái keo mà mình để lên đó mọi người, mình phải cho nó hơ làm sao mà để cho nó thiệt là ráo. Và lớp trưởng đi qua đây ngồi để phao móng cho cô nè đó, thì mình phải 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 hơ cho nó khô hẳn luôn, nó trong nè mọi người, mọi người nhìn nó trong á, mọi người nhìn nó trong ha, nó mà còn đục đục á là mọi người đừng có làm nha. Rồi bây giờ là Mary sẽ lấy một cái này Mary làm ha, đây đó thấy không đó mọi người. Rồi bây giờ nó khi ấy da đó thấy không, nó rớt cái tay xuống nè. Rồi mọi người canh nha, canh cho nó lọt lọt á, cho nó lọt lọt vô khung hình ha. Đó, thấy chưa? Rồi mọi người nè, vuốt ở chính giữa trước nè. Vuốt ở chính giữa trước nha. Đó. Để mình đẩy hết mấy cái bọt khí ra. Rồi vuốt ra nè. Thấy không? Vuốt ra nè, đừng có để cho nó đùng đùng nha. Nó đùng đùng cái nó bị hơi gấp ấy, thì không cũng không sao, cũng có cách khắc phục hết, thì mình cho chút xíu khổng tước kim tuyến vô. Đâu sao đâu mọi người. Đó, mình vuốt nè, mình lấy cái tay mình vuốt á ha. Hả? Tay chị Marie xấu không mọi người? Cùi ha, nhìn nó cùi cùi á. Xấu ghê luôn, chân còn ghê ác nữa. Lâu lắm rồi đâu có làm móng đâu. Rồi, bây giờ nè, bây giờ ha, đó mọi người đã thấy rồi ha. Nó miết mạnh nó xuống nè. Miết mạnh nó xuống. Rồi, bắt đầu giật ha. Đưa cái này lên nè. Đó, mọi người thấy ok chưa? Đơn giản không? Em dùng chai bạc của Vinamilk mà không dính. Dính. Qua lúc giật ra hay bị đứt. Không, bây giờ tụi em nhìn đi, nó có bị đứt đâu, đúng không? Rồi đây là cái xài cho cái keo, đây là cái xài cái keo đó, là nó sẽ ra được như thế này. Em có biết bạn nào mới vừa kim phải không? Kim là cục cưng của tôi á. Rồi em biết sao mà nó bị giật mà nó không ra không? Là do em lên bay xong rồi có thể là em không có lên top. Rồi em lên top có thể em không bào móng, em phải bào móng cho nó có độ sần lại và em làm lên thì nó sẽ rất là ok. Mọi người thấy giờ ok không? Mona Mocado
loại keo nào cho phôi bền vậy cô? Loại nào cũng bền hết em à. Hoa lưu ly trên tay khách nếu có màu rồi thì vẫn sơn tóp. Đúng em à, đúng. Một lát nữa cô sẽ thử cho tụi em nhiều nhiều cái đó, cho tụi em coi đầy đủ nha. Marie cứ nghĩ là mọi người đã biết rồi, cho nên Marie không có mở cái khổng tước cho cô. Thì cho nên Marie không có nghĩ là mọi người phải cần á, cho nên là Marie không có có like, chứ mà đâu có biết được đâu là hôm qua mình nói mình post chơi chơi thôi, mà tự nhiên sao mấy bạn lại cần á, cho nên là Marie ô sao mọi người cần dữ vậy. Cho nên là nói mà cần là Marie cho hướng rồi, ok rồi. Ví dụ như trong cái hoa này á mà mọi người thấy cảm thấy thích rồi thì ok thì thôi, nhưng tay cùi nhưng cái gì làm cũng đẹp. Tại nó làm riết nó cùi đó. Kim Hương Nguyễn, hello cô. Ồ chị Hương Dung đang xem. Ồ Ngân Nguyễn học trò mình đó hả? Dạ. Trời ơi cục vàng chưa ngủ nữa hả Ngân? Ngân chưa ngủ mà nó trễ lắm rồi đó. Chị Vân Dương chị khỏe không? Rồi bây giờ nè mọi người lấy một chút xíu nè, điểm vô đó. Cái này là nhũ khổng tước đó mọi người. Rồi Marie hết hàng rồi, Marie không có bán cái này nha. Cái này ngoài thị trường không có luôn á, nó sẽ có mà có loại khác. Rồi bây giờ mình lấy cái tay. Làm móng đi lên hình cho nó đẹp. Không có thời gian luôn á, một ngày của Marie nhiều việc lắm á Mỹ. À, nhiều khi á, khi mình mệt rồi là mình không còn muốn làm gì nữa Mỹ. Tại vì Nguyễn cô giật như là đó. Rồi bây giờ ha, cái này ha mình để qua một bên đi. Rồi bây giờ nó tiếp tới cái này. Rồi cái này nó đã khô rồi nè ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một đóa hồng. Đó, mình sẽ lấy một đóa hoa hồng nè, đó mình canh ha mọi người. Đó mình canh nha, nhớ nha, đừng có cho nó hít xuống nha, nó hít xuống là nó không bung lên được nữa, là nó dính xuống luôn á. Nè, khi mà nó xuống rồi á mọi người vuốt chính giữa trước nha. Mình đừng có để cho nó đùng ở phía chính giữa, nó xấu lắm nha. Mọi người vuốt nè. Vân ơi, thấy cái tay cô rớt ra thì phải nhắc cô nha Vân nha. Chị Vân lớp trưởng á mọi người, chị bị bệnh mấy hôm nay rồi chị mới phụ được cô đó, cho nên là cô mới dám nói là cô like với mọi người á, cho nên cô like mình á nhiều khi nó không có được trọn vẹn như ý á. Cho nên là may mắn là hôm nay có chị lớp trưởng chị khỏe rồi đó, chị qua chị phụ. Tiên Tiên cô giật ngon ơi. Thì nè, Tiên Tiên nè. Nè, xong rồi ha, mình mix xuống nè ha, nhớ nha. Mình để xuống một cái là mình khi mình cầm mình để là mình phải để như này nè mọi người, cái này là chưa có. Khi mình cầm mình để là mình phải để như này, là mình cầm mình đừng có để gì, mình đừng có để gì mình cầm. Mình cầm là mình lấy nè, mình thấy cái cách cầm không, lấy hai ngón này lấy cái này chận lên cho cái này nó hơi cong lên nha, rồi mình để. Chứ mình để vậy á Marie cũng bị chợt phập cái tay xuống nó hít đó mọi người, nó có keo nó hít á, phập xuống cái là nó dính, mình không điều chỉnh được nữa nha. Nhớ nha. Rồi nè, bắt đầu là dạch tiếp nha. Cái này là keo ha, cái này là treo á, ok chưa đó, thấy chưa, đơn giản không mọi người, dạch một phát đi luôn đấy, thấy ghê chưa, thấy không? Yên Võ cô nói chuyện dễ thương quá. Anh Neo cô nói lại các bước đi ạ, em giật mà toàn bị hụt. Rồi ok được luôn. Rồi bây giờ là đã được hai mẫu rồi nha mọi người. Đúng không? Hai mẫu này quá đơn giản không mọi người? Đó, cực kỳ là đơn giản đó. Marie để qua đây. Marie để qua đây. Rồi, bây giờ hả? Em cô, lát cô đừng khóa livestream nha. Không, không. Ok, ok. Ví dụ như hồi nãy cái bạn nào mà vừa hỏi cô là cô Marie ơi, mình làm sơn màu được chứ? Làm sơn màu còn đẹp hơn nữa đó nè. Lưu ly cô. Giật cái phôi sao nó dễ dàng, hôm trước em làm cho khách em giật một phát nó như chó đốm luôn cô. Cái đó là nè, nhìn lại từng bước nha, cô nhắc lại là Marie sẽ nói lại từng bước. Nếu như mà mình làm sơn treo mà trên nền móng thiệt á thì á là mình sẽ sơn bay, mình hơ 60 giây, hơ xong mình ra mình lên top luôn, mình lên top xong rồi nó khô rồi thì mình lấy buffer nó lại nè, thấy chưa? Đó, cái này là Vân chưa có lên top đúng không? Đúng. Rồi bây giờ nè, không xong rồi, nếu như mình làm trên nền sơn màu á thì mình sẽ sơn màu lên một lớp xong rồi mình sơn top lên, nhớ nha. Hồi nãy là cái cách sơn mà giống như là cái nền móng nó có sẵn rồi, còn bây giờ là mình sơn treo thì trời ơi nó chỉ treo điểu à.
tại vì Marie con Dương em khỏe, cảm ơn cô. Dạ chị Ngân Nguyễn đang chuẩn bị đi ngủ mà thấy cô là chạy vô liền. Ngân dạo này nó hốt dữ lắm đó. Chị Ngân giờ làm đẹp lắm á Vân. Vân Dương kiểu này mới hả cô? Dạ có lâu rồi chị, mà em cứ nghĩ mọi người biết á, cho nên em không có hướng dẫn. Chứ em thấy nó cũng, trời ơi, mọi người cứ nói là mất ăn mất ngủ. Em thấy nó không có gì là phải mất ăn mất ngủ á. Gặp cái em cái ăn ngon ngủ yên luôn. Mốt cô đi Mỹ thì chị Vân thấy cô bán đồ đi ạ. Đúng rồi đó bé, chị Vân với lại Đào Hạ Nhật Vi á, hai chị em. Ồ em chào cô. Ở đâu mà giờ mới dò vô đó cô nương? Úc Thi Kiên Giang hồi đó ở đâu bán vậy cô? Trời đất ơi, ở chỗ làm nail đó, Úc Thi Kiên Giang. Mỹ em phải thử làm mới được. Em cảm ơn cô ạ. Trời ơi, làm được đó là hả, phải mời cà phê cô nha. Trời ơi, giống cho kêu người ta làm chị Mai ơi. Nguyễn dựng phát làm em hết hồn. Làm cái bông đẹp quá trời thì đó, giật phát hú hồn chim mén luôn. Có người nước ngoài còn cô. Hello everybody. Ủa phải không? Vera. Hello. How are you? Where are you from? Quế Trâm, dạ con chào cô và chị lớp trưởng ạ. Trời ơi, Quế Trâm. Chào Quế Trâm nha, Quế Trâm ơi. Quế Trâm nhận được đồ chưa? Hả? Quế Trâm nhận được đồ chưa? Cục vàng. Kelly PG, chào cô Marie, cảm ơn cô đã chia sẻ. Marie chào mọi người nha. Ở đâu mà giờ mới vô vậy, nãy giờ bỏ rơi Marie. Diệu Phạm Minh, chào cô. Ý chị Diệu. Trời nhớ chị Diệu muốn chết. Chị Diệu có nhớ em không? Có nhớ lớp không? Trời ơi tụi... Kim đây chị Quế Trâm dành đồ nữa em. Rồi giờ nè, cái này là nó khô rồi nè, cái này nó khô rồi nè, thấy chưa? Rồi giờ là Marie làm từng bước lại cho mấy bạn. Thì Kiên Giang em không biết đó kêu sao. Phôi với em nói là phôi dán, với lại em chụp màn hình lại em đưa cho người ta coi. Ở đâu cũng có bán hết, có 35 40 ngàn gì hà. Mỹ cô ở đâu ạ? À? Nếu có duyên em mời cô cắt cà phê luôn. Cô ở Tân Bình nè, cô bộ cô xạo xạo. Em chào chị Diệu. Chứ cô đâu có đi đâu đâu bé, cô cảm ơn bé nghe. An Phan em chào cô. Dạ chào An Phan. Đó bây giờ Marie, đó bây giờ. 400 dạ con nhận được rồi cô. Mất lắm ạ. À. Có hũ 45 không? Thấy cô Marie nhớ không? Chị Diệu, con nói tiếng Anh hay quá. Trời, chị Diệu đừng cười em, trời ơi. Em nói tiếng Anh là thấy gớm luôn á, trời. Em nói rằng em hiểu. Ta hiểu không, em không biết. Qua Lung Ly, dạ giờ cô làm, em mới biết. Thấy cô mừng, em biết em sai thì dòng cửa xe luôn cô, hiền gì. Cảm ơn cô nhiều ạ. Rồi, bây giờ là cô lại làm cái này rồi. Chị lớp trưởng ngưng đọc comment đi. Chị lớp trưởng bào móng cô đi. Ha. Rồi, bây giờ ha, khi mình đã bào móng xong rồi nè, nó mất đi cái lớp bóng rồi. Thì bây giờ bắt đầu mình sơn cái này lên ha, mình sơn keo lên ha. Sơn nhớ sơn cho đều tay nè. Đừng có để cho nó gần khó lắm, nó khó đẹp lắm nha mọi người. Đó. Quế Trâm he he, cô mà bán chắc cũng dành nữa nè chị Kim ơi. Kim nha, bữa nào thì xuống là Biên Hòa. Kim ở Biên Hòa đúng không Kim? Đúng không? Kim ở Biên Hòa đúng không? Xuống là Kim không mời tôi cà phê chết với tôi giận. Rồi, giận người khóc chứ không có chơi lóc nha mọi người. Rồi, giờ Marie cho đi hơ nè. Mọi người thấy nè, đó, cái lúc mà nó chưa có khô á là nó còn đục. Nó chưa có trong nha. Nó chưa có trong. Trời điệu quá. Bây giờ Marie cho đi hơn 60 giây nha. Để nói 60 phút của mọi người. Dạ cô em ở dưới Biên Hòa. Ừ đúng rồi nhớ mà. Rồi cái này là cô review lại cho mấy bạn mới vô ha. Cái kia cái màu hồng á, là cô Marie là xài bằng cái này. Nhưng mà cái này thì Marie lại xài bằng cái này. Dòng lại là xài bằng cái này ha. Thì hai cái mọi người lỡ mua cái gì rồi thì mọi người xài cái đó nha. Còn nếu chưa mua thì mua thằng này giùm tôi cái đi. Có 18-20 ngàn à. Úc Thi Kiên Giang cho em xin coi hình chai keo. Keo nào bé? Cục vàng.
Keo nào, keo nào? Nó có hai loại thì phải hỏi nè. Rồi, bây giờ nè, đó mình sơn cái này lên. Mình sơn cái này là cái gel á mọi người, gel glue nha. Trời, lại nói tiếng Anh nữa, đã nói không Khi được mà em cứ gom quá. xong xuống được thì có dịp em đi Sài Gòn em ghé, em mời cô ạ. Ok nha, có mời nhỏ lớp trưởng không, tôi dắt nó theo. Con này đi đi đâu nó hay lẻo đẻo theo cô lắm nha, không cho nó đi là nó khóc á. Tú Uyên, bữa nào rảnh cô like bé siêu nha. Ok, được hết nha. Rồi giờ Mari cũng cho hơ 60 giây ha. Cái nào cũng phải hơ 60 giây á ha mọi người. Đó, Úc rồi. Thi Kim Giang trên màu vàng đó cô. Chai màu vàng, đây, đây, em chụp màn hình lại đi. Đó, được chưa? Còn không á thì lát nữa cô chụp mà hết những cái gì mà làm phôi á, cô chụp hết, cô đẩy lên mạng cho mọi người nào cần á, là ấy. Ok ha, cho mọi người cần mọi người lấy nha. Rồi nè, cái này là mọi người hồi nãy mọi người thấy nó còn đục đục á đó. Đó, bây giờ nó chuyển qua trong rồi nè. Ồ, nhưng mà nó chưa trong lắm, phải cho nó khô luôn nha mọi người, không thôi nó đứt á nha. Trời ơi, nói luyên thuyên à. Thôi cho Mary uống miếng nước đi, để nó lát nữa khô. Trời ơi, khát nước, uống nước ngon gì đâu. Kệ, kệ, cứ để. Rồi, cái này chắc nó khô được rồi nè. Rồi, chuẩn bị dạch phát nữa nha. Rồi, thấy không, thấy mọi người nha. Mọi người đừng có dại mà mọi người cầm vậy nha. Cầm vậy á, ở trong này á, mình chưa canh được cái đem nó hít, nó phập xuống một cái, nó dính rồi là mình thua nha mọi người. Thì mình dán cái này á, thì đó mình cầm vậy nè, mình cầm mà mình không mình ngửa nó lên, mình cong nó lên để cô đưa ra, tại cái này nó cũng không có cần thiết phải để gần. Rồi ha, mọi người thí dụ cầm để thẳng vậy á, thì mọi người cầm vậy, tức là hai ngón này là hai cái ngón này, mọi người cầm vậy bẻ lên, bẻ hai cái mép nó lên, thấy không, bẻ hai cái mép nó lên là thấy không. Rồi nhớ nha, để cho nó đừng có hít xuống. Rồi bây giờ mình để nha, mình để ở đây mình canh ha, mình canh cho nó đủ nè. Mình canh chỗ nào mà cho nó cái hoa nó được to to mọi người. Đó, thấy không, để xuống cái là nó hít liền à. Rồi. Úc Thi Kiên Giang, ok em chụp rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Mẹ quan si à, không có chi. Rồi, mình sẽ vuốt cái chính giữa trước và mình vuốt về bên đây trước. Mình vuốt bên nào, mình vuốt một bên, mình lùa cái bọt khí á, cái không khí á. Thấy mọi người có hay đi dán xe không? Cái mọi người người ta phải hay lùa lùa cái không khí ra đó để cho nó lát rồi. Rồi mình bắt đầu mình vuốt bên kia xong rồi mình vuốt bên đây đó, mình vuốt nè, đó mình vuốt nè, thấy chưa đó. Mình vuốt mà mình vuốt mạnh mạnh tí nha. Ha lên thanh giao, cảm ơn cô, em mua phôi về quá trời mà chưa biết cách làm, Rồi. giờ thì thấy ok rồi Ok, nha. thấy nhẹ nhõm vậy phải không? Làm được nói trước nha, là phải ship cho tôi ly cà phê nha. Cái tội khoai anh chi cho tôi đòi cà phê trời. Kim Trần đúng rồi, Mary chụp hết thảy lên mạng nhé. Dạ, dạ chị. Rồi, nó xong rồi đó ha mọi người ha. Rồi nè, ngửa nó lên nè. Ngửa nó lên, ngửa cái mép này lên. Dịch một phát. Eo ơi, mẹ ơi, nó lên hết rồi. Thấy chưa? Trời, tại vì Marie là mẹ của Marie là cô gái người Bắc, cho nên là lâu lâu là cứ nhái giọng của mẹ. Ôi dồi ôi, cô gái mẹ. Mỹ Mỹ cô biết nói tiếng Trung luôn. Sure tên tên eo ơi, đẹp quá Kim này, like khen. Vàng vàng đang làm gì đó? Đúng rồi, chính xác đó. Quế Trâm ở chỗ cô ở là nó quán nhậu nhiều dữ lắm, nhìn là muốn đi học lại rồi cô ơi. Hay lên Thanh Đào, em đang học cái gì đó. Xong chưa nè, xong chưa. Rồi bây giờ ha, Mari lại để nó qua một bên, Mari dời nó lên kia đi ha, đó cho nó hít vô đó, cho nó đứng trên đó đi ha. Rồi đây nè, đó. Rồi ok, còn cái nào nữa không? Cái này đúng không? Cái này là cô đi bằng cái kia rồi đúng không? Rồi anh này nó sẽ, Mari sẽ lấy một cái màu màu hồng cũng được, thôi chơi bằng này cũng được. Rồi rồi nè, Mari dán nè, thấy không, thấy không mọi người, để xuống nè,
canh cho nó lú qua xíu, để xuống cái đó là nó có keo nó hít liền à mọi người, nó phập vô là nó hít vô liền à. Cái này nó rẻ dữ lắm cho nên mọi người á, canh á, cắt nó rộng rộng ra rồi canh á, cái hoa nào đẹp nhất, cái phần nào nổi nhất mọi người để vô cái chỗ bự nhất rộng nhất nha, tại vì nó rẻ lắm mọi người. Trời ơi có nhiêu đâu, 2, 4, 5, 10, 10 khay như vậy, 10 miếng vậy mà có nhiêu, có mấy chục ngàn, là có mấy ngàn đồng một miếng rồi đó nha. Biết sao nó rẻ không mọi người, biết sao phôi nó rẻ không? Tại vì nó rẻ nha, đơn giản là tại do nó rẻ thôi ha. Rồi ok nào, dịch nào đó, bây giờ là bẻ lên một góc được chưa? Nè mọi người nhìn thấy nè, mọi người nhìn thấy Mary nè, Mary đưa lại để coi nè, nó in hình, nó không còn dính một cái gì trên này luôn á, thấy không? Này là hôm nay Mary lại là mà review dùm cho mọi người, chứ thật sự Mary không phải, nhiều khi có nhiều người cứ nói chứ chắc bà này hả, bà bán đồ cho nên bà mới chịu khó bà livestream với bà hướng dẫn, chủ yếu là bà dụ người ta mua đồ. Dạ thưa hôm nay không có bán cái gì luôn á, thiệt luôn á. Mỹ Mỹ em ở đây 5 năm, cô giỏi ghê. Giỏi nhưng mà chắc không giỏi bằng em cô vậy. Nhật quỷ đẹp quá coi. Bé Nhật hả? Bé Nhật mình hả? Hello bé Nhật. Trời đất ơi, nói gì, muốn cô nói gì? I love you bạc bạc Nhật phải không? Đúng rồi, lúc cô giật giống như giật quát luôn, có nhiêu ra hết luôn á. Rồi bây giờ thấy thấy ok chưa? Cô làm trên này nhiều nền lắm, thấy không? Đó, rồi bây giờ mọi người thấy dịch phôi á, cho có gọi có cái gì mà gọi là khó khăn không, mà thấy thấy mọi người ngày hôm qua thấy nó chỗ Mary xót ruột luôn, nó thôi để phải để làm nhanh nhanh để giúp các em mới được, để các em nó ấy quá đó. Ra lên tham gia em học đêm xong rồi, nghỉ lâu nên giờ mua lại rồi. Chết rồi, học xong mà không làm á là trở về điểm xuất phát nha em. Rồi bây giờ mọi người còn cái câu hỏi gì không thì Dạ, để em vừa ăn cơm vừa xem cô vừa phôi. có chừng miệng mình không đút mà đút cho miệng người ta nha. Rồi bây giờ là cô hướng dẫn tiếp mà, một là mình sẽ một một là mình sẽ ịnh chút xíu cái này vô nè, đó nhũ nhũ vô ha, còn không á thì Marie cho đi luôn. Thì nếu như bạn nào mà làm bột rồi á thì mình không có cần, mình chỉ cần lên top thôi, còn mà bạn nào mà làm trên nền móng như cô vậy nè thì mọi người đánh cái cứng móng này lên cho nó dày lên một chút xíu, nó u u á đó, nó u u cái phần bên trong á. Giang Nguyễn em nhận được đồ rồi, cậu vẽ em lắm chị. Trời ơi mừng quá à. Thấy hồi sáng nay có ai ta, có một bạn á nói trời ơi cọ đã quá mà hỏi mua nữa, hết rồi hết mất rồi. Để khoan nữa, để cô nói vấn đề này là cái này cho nó cứng móng lên nè mọi người đó, mình hơn cái ha, đó mình hơn cái rồi xong mình bỏ vô, mình làm lượt mấy cái luôn đi, đặng lát mình cho mọi người mình giải thích hơn thêm nữa đó. Thì nè Mary cái này thì nó đơn giản lắm, Mary sơn tùm lum la nha mọi người, cho lẹ nha. Cái này nó lên bộ em chào cô ạ. Lê Phụng nghe tên quen à, trời ơi bé Phụng á khỏe không em? Trời ơi đợt đó ăn cá khô cũng bé nó tặng mà nhớ tới giờ luôn á. Cô thi kim giang nhé, dán xong có sơn tốt lại không cô? Đây 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 em nè, cô đang sơn cái cứng móng nè, dán xong chắc chắn là mình phải có top rồi ha. Thì cô mới vừa nói luôn, bạn nào làm bột nữa nó đã dày rồi á thì mình dán xong rồi mình lên top là xong luôn ha. Còn bạn nào mà sơn mà gọi là sơn nó sơn trên nền móng thiệt á thì mình sơn cái lớp cứng móng lên nó đẹp lắm mọi người, Jenny làm sao để biết keo nền đủ chín? nó trong á. Jenny, ủa chưa ngủ hả? Trời đất ơi nãy cô đọc tin nhắn mà chưa trả lời kịp mà Jenny nữa. Hai lên thanh giao do em bầu nên nghỉ nè cô. Chết rồi, em phải coi clip nhiều nha để mình luôn luôn nghĩ về nó đó. Jenny ơi nhớ nha, nhớ bữa 2, 3, 4 là mình học online đó nha. Rồi em phải nhớ em mua những cái gì cô dặn ở trong 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 group đó nhớ nha. Rồi bây giờ mình cho hơn 60 ha. Mình Vàng Nguyễn Khoa chị bán luôn không chị? thôi chị không có bán nè, tại vì bây giờ chị bán cọ với mấy cái chính thôi, chứ mấy cái này á ở đâu cũng có vàng, ở gần chỗ mà thấy mọi người ở đâu cũng có bán hết trơn á, mọi người đi mua đi. Marie hôm nay Marie review giùm cho mọi người thôi,
nhớ nha. Thì nó có cái giá luôn rồi đó. Marie không biết chỗ mọi người bán sao nhưng mà Marie mua vậy á. Với lại nè, review cho mọi người, Marie cũng không bán cái loại này luôn nha. Trời, hôm nay giống như tôi làm công không cho thằng Vin Vin May hay gì á nè. Mua này xài đi mọi người, mà coi chừng có hàng đểu nè, hàng giả mọi người. Rất là đẹp luôn, vẽ nó lên mạnh dữ lắm nha. Đó thằng này, anh này anh. Ôi, vậy thì em hãy coi lại nha nè, Jenny này em coi lại những cái phần mà là Mary đã giật rồi, em thấy nó không sót một miếng luôn á, em nhìn thấy nè. Cái này nó không. Em nhìn những cái mà chị đây nè, mấy cái chị lớp dưỡng dục á. Nè, nó không ra, nó không sót một miếng nào luôn ha. Đó. Thì bây giờ nè mọi người, nếu như mà mình làm bột lên, mình lên top luôn là xong. Đó, còn không á thì cái lớp này nè mọi người, mình đây là cái lớp khổng tước ha, nó đẹp lắm, biết sao nó đẹp không? Tại vì nó rất là đẹp á. Kim đó là gì vậy cô? Đó là cái gì á bé Đi Kim? mai đúng không? À bên mây, đó là dạng như nó là treo mà treo gì á, treo kim tuyến gì á bé Kim, đẹp lắm nè. Mọi người lúc này là cái lớp cứng móng á, nó sẽ còn nó sẽ dính nha. Nó sẽ có một lớp dính. Rất là ok nè. Mình ịnh 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 nó xíu nè, vô nó có cái hiệu ứng đẹp lắm. Cái này hồi đó Mary có bán mà bây giờ hết rồi. Lê Phụng dạ khỏe, cô thích ăn gì em gửi lên nha cô. Ôi thương quá, đây là fan của Mary á, chứ cũng không mua bán mà cũng không phải học trò, nhưng mà em này rất là dễ thương, đi lên Sài Gòn là thăm thăm cô Mary nè. Trời ơi thiệt luôn á, Nguyên nghe trần hũ đó mua ở đâu Mary? hũ nào á chị? Hũ trắng. À hũ treo hả chị? Rồi em không có bán luôn á, em mua ở supply á chị. À, như có 50.000 nhiêu biết. Giang Nguyễn cò nổi, chị gửi em cò con chị. Cỡ nổi nào em? Chị có hai loại nổi đó vàng nè, đó mọi người là nhìn nè, nhìn nè ha, ví dụ vậy nè, ẩn nè đó, cái này nó rất là hay luôn, cái này nó rất là hay ha. Rồi bây giờ mình sẽ xong rồi, khi mà mình đã ịnh cái này rồi đó, thì mình sơn lại top nữa là xong ha. Đó, thế là mình đã hoàn thành xong được cái dạch phôi rồi. Nào, bây giờ chuẩn bị, Marie sẽ chuẩn bị, Marie kết thúc cái line này đó. À, kết thúc cái bài này á. À. Lên nhiều khi bông không dính là tại sao vậy cô? Rồi, nãy giờ em coi khúc nào rồi? Em bắt khúc giữa em coi đúng không? Đúng không Jenny? Nắng ấm đẹp quá. Em á, em coi lại đi, em coi lại khúc đầu là em sẽ biết làm ngay luôn á nha, là do là mình làm sai kỹ thuật á. Hồi nãy giờ là Mary là like Trần Hữu Quy như mai. vụ, dạ cái đó là em không có bán, em không có bán chị, em đi mua á, nhưng mà biết mua mua đâu quên mất tiêu rồi ta. Nhiều khi thấy lượn lượn cái thấy chỗ nào đẹp đẹp cũng hay lẩm 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 vậy đó, thì cũng không biết là mua đâu. Rồi tại nhiều khi đi một lần cũng đi tùm lum tùm la chứ em không nhớ nổi luôn. Chị hỏi cái bên đó coi có không, mà cái này rất là đẹp chị ơi. Tại vì khi mà mình đánh cái viền á, mình cần cái nhũ kim tuyến á, nó phải đặt nha mọi người. Marie thấy học trò Marie xài mấy cái loại mà bán trên mạng á dở quá, làm không có lên. Mà cái loại này nó có ba màu lực, đợi xíu đi Marie lấy cái hũ này cho chị Kim Trần coi nè. Cái review sẵn, review mấy màu luôn. Cái viên mây này nó có bốn hũ á. Tiên tiên hũ đó tên gì cô? Đợi 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 cô Meji xíu nha. Nghe này ly hơ bay bao nhiêu phút vậy Hơ cô? 60, 60 em à nha. Cứ bay tốt là hơ 60 hết nha. Rồi cái này cô cho đi hơ 60 là xong rồi đó. Mọi người cái bài này nó sắp kết thúc. Mọi người hỏi cái gì là mọi người hỏi luôn nha. Rồi Mary chuẩn bị, Mary vẽ hoa đó. Rồi đây là màu hồng nè, tuyệt đẹp luôn á mọi người, đánh rất là sánh luôn nè. Mary cho coi nè, Mary cho coi những cái này nè, chuẩn bị like với cái hoa này nè, thấy không, thấy nó liền lạc không? Đi có một lần thôi mà nó dày nhưng mà nó không phải nó khựi lên nghe, mà nó liền á, cái này nó đẹp lắm, nó biết sao nó đẹp gì không biết nữa. Cái đó là hồi nãy là màu hồng, hồi nãy là màu bạc, bây giờ là màu hồng nè mọi người. Đó, cái này Mary không bán đâu nha, Mary review mà nó đẹp nhất là cái màu này, đẹp nhất là cái màu này. Mary mê cái màu này lắm, chắc mai mốt đi phải mua thêm mang đi theo. Nguyễn Hồng cô ơi, cô chỉ chỗ cô mua phôi với hũ đó đi cô,
trên mạng nhiều chỗ mua về là không được cô ơi. Được mà, ở trên mạng người ta bán thật. Bây giờ mọi người biết sao không? Bán online người ta cũng không dám lừa đảo đâu. Thật sự, do là nhiều khi mình mua về mình làm không được là do cái kỹ thuật của mình đó mọi người. Chứ phôi cô thấy ở đâu nó cũng chất lượng như vậy à. Tại vì cô bán hàng cô biết mà. Đó, mọi người thấy ok chưa? Đó. Bây giờ nó đã xong rồi mọi người, đó nó xong rồi đó. Rất là chắc luôn. Chắc lắm. Ví dụ mọi người thích thì mọi người viền thêm cái nhũ này lên. Viền thêm cái nhũ này lên cho nó đẹp. Dạ như khách nào bo chịu chi thì chơi, còn không thôi. Tới đây là kết thúc. Ok chưa? Đó. Cho nên là mấy bạn á, cứ mua trên mạng đi, đâu sao đâu. Người ta bán được hết á, không có đến nỗi nào đâu nha. Nè, ok ha. Rồi Mary chuẩn bị là Mary sẽ qua like cái hoa này nha. Rồi, cọ tròn ha, vâng ha. Cho con sorry cô Mary dừng xíu. Lát nữa về, lát nữa về làm lại cái cách của Mary đi. Trời ơi, coi lại cái like của chị Mary đi là sẽ dán hết được luôn, dán chị Mary còn dính nữa. Thiệt. Mọi người làm đúng cái cách của Mary là dán Mary còn dán đâu là dính đó luôn đó. Nha. Trời ơi, nó nghe nè, thấy Như Quỳnh nó chia sẻ cho Mary rồi. Mọi người thương Mary hả? Mọi người là chia sẻ cho Mary đi. Chứ Mary hả mà chia sẻ là ta khóa Mary lại luôn á, là không có chơi với mọi người được á. Mọi người chia sẻ giúp Mary nha. Nguyễn Hồng, cô ơi, chỉ chỗ cô mua phôi đó thì em cứ lên mạng á. Em lên mạng em coi là người ta bán là nhiều khi nó xê xích một xíu á, cũng sao hết á. Ừ, có trên mạng hết. Rồi Tiên Tiên hỏi cô mua ở đâu vậy cô? Trời ơi, cô không nhớ luôn á Tiên ơi. Chị ơi, sang dám Nu Naomi nữ hay là Nu? Chị ơi, xem dám mà không có dính hết. Nu ơi, lát nữa em coi lại cái like này nha, là em sẽ biết làm nè. Thấy tay của chị Mary không? Tay của chị Mary làm nè, mà chị Mary hả khựi tùm lum tùm la hết trơn á, là rồi còn bào móng á, cầm cái móng, cái tay bên đây là cầm cái móng nè. Mary hả bào móng tùm lum tùm la hết trơn mà nó vẫn không có bông luôn á nha. Hoa lưu ly. Cô chúc cô và mọi người một ngày an lành, mai em sẽ thực tập đọc thần chú của cô để dược phôi cho bạn kế bên hết hồn chi mến luôn. Nó hú hồn chi mến luôn. Ok rồi, bây giờ nè, cái hiệu nè, mọi người chụp lại cái màn hình đi, mọi người chụp luôn cả ba hũ đi. Mọi người chụp luôn cả ba hũ đi. Ba hũ này đẹp nha, cái hũ kia nó không đẹp, nó có tới bốn màu là hũ kia không đẹp đâu. Đó, chụp chưa? Chụp lại báo cho Mary để Mary đưa nó lâu nè. Xong chưa nào? Chụp được chưa nào? Em giật toan bị lỗi à. Không sao đâu, bây giờ có cái like này rồi. Có cái like này rồi. Rồi nha, Mary hạ xuống nha. Chụp chưa? Mà không ai thông báo cho Mary vậy chứ. Nha, rồi ok, lâu quá phải tự hạ luôn, khỏi thông báo. Rồi ok rồi cô, đó Tiên này thấy không, trời ơi Tiên nó mới chia sẻ nè, Nguyễn Hồng chia sẻ rồi nè. Trời ơi, dạ chị Kim Trần, chị Kim Trần, chị chia sẻ cho em chưa? Người nào nói thương Mary đừng nói thương miệng nha, thương là phải like, phải like, phải chia sẻ nha, thì người thật việc thật Mary mới ghi nhận. Rồi ok, tiếp tục nha. Cho cô mấy cái móng mà không đi. Cho cô mấy cái móng mà không á. Ủa cái này có lên gì chưa? Nãy cục tóp em bút phở. Nè bút phở hai cái hả? Ok, giờ cho cô móng khác đi. Cho cô móng khác, móng trắng đi. Để mọi người chờ móng cô. Móng trắng hay móng trắng? Móng trắng luôn, móng trắng luôn cô dễ hoa. Ok, bây giờ cô sẽ review tiếp. Cái này không được. Không, cái đó là lên mây hết rồi, ổn. Nè, bây giờ là mọi người nè, hả? Mary sẽ review cái cây này ha. Cây này là số 0, số 0 hay số 2 đều đẹp hết ha. Rồi mình sẽ qua bài mới luôn. Rồi nãy giờ ha, xịt màu cả tiếng đồng hồ, giờ nó khô rồi thì mình phải làm sao? Thì mình phải xịt thêm màu ra là mình
bị tốn hao nè mọi người. Đó, bây giờ mình bỏ thêm màu ra ha. Ý nha, trời. Rồi. Có lẽ like sớm cho mọi người coi á, đặng mọi người coi đi ngủ á, mà có con của Mary á, nó tại trên trường nó gọi Mary lên ký giấy tờ cho nó là Mary phải lập đặt Mary tắt liền để Mary đi, chứ không có có dám mà chờ đợi á, để nó chờ đợi lâu tội nghiệp nó, cho nên nãy là Mary vừa mới lên like cái là phải tắt liền luôn. Mọi người thông cảm giúp Mary nha. Rồi ok, đo móng vào đi. Rồi trước khi nè, trước khi mình làm gì á, mình cái cọ này nó rất là ok, cái thân nó cứng á mọi người nhìn nè. Cái thân nó cứng. Mary có một cái cây cọ của cọ này. Nó mềm lắm mọi người mà mắc nha. Caliban nè. Nó mềm xùi à mọi người nhìn nó mềm lắm. Nó mềm mùi luôn, còn thân này nó cứng nè. Nó cứng thì mình nhấn cái thân cái cánh hoa nó dễ đẹp hơn. Rồi bây giờ là Mary sẽ like, Mary sẽ like cái tại sao mà nó có cái gân, nó có cái đường gân như thế này nha. Ok ha. Rồi. Rồi mình sẽ lấy một cái móng. Mình sẽ lấy một cái móng như thế này. Rồi. Để hôm bữa Mary làm clip chơi với mọi người, mình rửa cọ nè ha. Mình rửa cọ ha, đúng không? Rồi. Mình thấm giấy mình chùi ha. Và cái này thì Mary phải zoom nó lên. Rồi. Rồi. Thấm nước nè, thấm xoay tròn cọ nè. Thấm nước cho cô tờ giấy mới cho nó đẹp đi. Ha, mình thấm nước cho nó khô luôn á nha mọi người, chứ không phải thấm mà thấm hời hời đâu nha. Thấm là thấm cho khô luôn đó. Rồi, mình tờ giấy đó mình dùng 5 ngày là đủ vốn rồi, mình dục nó được rồi. Chứ mình xài nữa mất công mọi người, nó trội mà Mary nó tiết kiệm quá ha. Rồi. Ok ha. Khi mà mình vô là mình sẽ dít một miếng như thế này. Mình sẽ dít đủ. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, mình sẽ dít một miếng như vậy. Rồi Mary đi cái cách cho mọi người dễ thấy nhất nha. Nè Mary nè. Thẳng cọ lên. Đè mạnh xuống. Đè mạnh xuống. Đó, thấy không? Rồi, đó, thấy chưa? Thì nó sẽ có những đường gân. Mọi người sẽ phải nhấn mạnh cái đầu xong rồi là để cái cọ đứng lên nè, làm lại nè, Mary làm lại nè. Mọi người thấy rõ không ạ? Mọi người Mary dừng. Cô báo giá màu cọ đi ạ. Cọ này gọi là cọ tròn á, Nguyễn Hồng. Cọ này là cọ tròn. Cọ tròn xung quay nhưng mà tạm thời đang hết hàng, khoảng một tuần nữa là có hàng thôi ha. À, Hồ An, à, cô ơi, mỗi lần em sơn treo cho họ tay em bị dính sơn là bị ngứa nổi mụn nước. À, cô biết có, để lát nữa inbox vô inbox cho cô nha. Mocado, chụp rồi cô, ok em. Rồi Kim, cái rồi đợi cô xíu đi, đợi xem cô xíu đi nè, Kim thấy không, Kim nè, mọi người khi mình để mạnh xuống nè, mọi người để mạnh xuống nha, để thì mình để như vậy, mình để nó hơi nghiêng, đúng không, mình để xuống. Nhưng mà rồi mình dốc, mình thẳng xuống. Đó, mình cái này mình làm phải thao tác lẹ nha. Đó, mình để xuống là mình để mạnh xuống, xong rồi mình ấn cái đầu xuống. Thấy không? Bên này nó hơi móp thì quay qua đây lạng nó một cái. Thấy chưa? Thấy Mary làm clip nó đơn giản không? Nè, rồi quay qua bên đây ha. Thì mình đặt ấn nó xuống. Đó, mình cứ ấn nó xuống thôi. Đó, thấy chưa, mọi người thấy cái đường gân nổi lên chưa? Mọi người có thể ấn 3 ấn, mọi người có thể ấn 2 lần cũng được, 3 lần cũng đều đẹp hết nha, là nó sẽ ra hình trái tim ha. Nè. Ấn nó xuống nè. Cái bên cạnh nè. Đó, thấy chưa? Đó rồi, mình thấy nó cánh nó ốm á, cho nó một cánh luôn. Đó, ok chưa? Mình có thể điều chỉnh được nha mọi người. Rồi, bên đây. Đè xuống nè, đè xong rồi chúi cái đầu xuống để làm chi, để cho cái đầu cọ nó mít xuống dưới đó, nó có cái đường lằn. Ok chưa? Chắc cha nó chật rồi. Cô mới vừa lùi vô. Ok chưa nào, thấy chưa? Mọi người thấy tại sao mà nó có được như vậy rồi ha. Tiên rồi. Tiên giá bao nhiêu cô? Giá cái nào tiên? Mocado. Cô sơn tóc lì lên trước phải không cô?
Cái này á hả em, cái này mình mà đúng rồi, tóp lì đi, mình cho tóp lì cũng được, mình cho tóp lì đi em. Lan Nguyễn dễ dễ bạn gì cũng đúng rồi, đúng rồi. Hoàng Thanh Thanh, nó là bằng bột phôi á nha. Nè những cái màu đó cô đang dùng là những cái này mà acrylic nè, acrylic nail color, trời ơi, bán tiếng Anh. Liên giá cỏ không? À, giá cọ là 80.000 nhưng mà hiện thời đang hết cọ, 1 tuần nữa mới có. Rồi bây giờ nè Marie sẽ làm tiếp cho mọi người luôn ha. Rồi mình sẽ lấy cái màu xanh, mình sẽ lấy cái màu xanh mà mình cũng dít một cục bột luôn ha, mình lấy ít quá là không đủ ha mọi người. Đó Chị nè, nghĩ màu này là sếp vẽ bỏ bạn phải không? đúng đúng chính xác em. Rồi để mạnh xuống nè, để mạnh xuống, đè đè hẳn luôn nha mọi người, thấy không, cong luôn á, đè là cong luôn á. Thật sự cái này đã làm mà chậm đó, nó khó hơn làm nhanh đó mọi mọi người. Cái hoa này cũng hơi nhấn lẹ lắm, mà nhấn nhiều khi nhấn chậm mệt nè. Đó mạnh xuống nha, mạnh xuống thì mình nó mới có được, mình làm hời hời nó không có được cái đường gân, nó phải làm mạnh xuống thì nó có mới có cái rãnh đó, thấy chưa nè, mạnh xuống đó, thấy chưa. Qua đây xíu nữa là nó có bên đây nữa, là nó sẽ ra được hình trái tim luôn ha, muốn tim muốn gì cũng được hết. Rồi mọi người nè, thấy Mary làm lại nè, đè xuống thấy không, đè cong cái cọ luôn á nha, chứ không có để hời hời, để hời hời nó không ra, nó ra mà nó ra không có đẹp đó. Mọi người có hiểu tại sao mà có những đường gân này chưa đó, đơn giản không. Rồi bên đây luôn. Đường gân nè, thấy chưa? Có ai nước ngoài chào nữa. Trời ơi, mấy chị nước ngoài không biết nấu, mấy tội nghiệp mấy chị. Rồi, mình rửa cọ ha. Sang, sang ngờ. Đẹp quá chị. Chị cảm ơn em nha. À, Kim, cái màu là vẫn là 40k một một chai. Còn cọ là 80 ngàn á Kim hả? Tưởng đâu Kim biết cái vụ này rồi chứ. Rồi cái này thì nhanh đó mọi người. Rồi bây giờ càng xuống tới đây thì một là mình cho cái hoa nữa, còn không thì mình cho cái hoa nhỏ. Hoa nhỏ thì mình cho cái nhỏ thôi, mình đi nhẹ cọ lại thôi đó, thấy chưa, đơn giản luôn á. Mà trước khi nó đơn giản là nó cả một vấn đề mọi người hả. Kia một set bao nhiêu chai vậy Một cô? set đó nó khoảng 10, 14, 15 chai á em. Nhưng mà nếu hôm nay nó có bổ sung thêm thăm mấy màu khoảng 17, 18 chai. Nhưng mà không cần phải mua 17, 18 chai đâu. Thích thì mua, không thích thì thôi. Còn mua lẻ Marie vẫn bán nha. Thì mua từ 5 chai là Marie ship rồi. Đó nè, thấy không? Trời ơi. Rồi xong chưa? Ok, tới đây Marie dừng được chưa? Rồi tới đây ha, nó hơi chống chống chỗ này phải không? Marie cho thêm hai cái cánh một xíu nữa, còn không nè, Marie nhìn nè. Đó, hoa nhỏ lại xíu, mình lấy ít lại xíu. Mình điểm 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 nó một xíu cũng được không sao. Càng ngày càng trao nó đi nhỏ xuống. Đó, ok chưa? Rồi, bây giờ mình thêm thắt cho nó chút xíu. Nga Đăng Huỳnh. Cọ cô đang, cọ Marie đang vẽ là cọ xuân quay nè mọi người. Mọi người chụp lại màn hình đi, là đặt hàng Marie. Nhưng mà phải 1 tuần nữa mới có, 80 ngàn nha. Rồi em không học cọ bản nên không biết, với cả chưa học cọ bản làm được. Được chứ em. Trời ơi, cái này là quá đơn giản luôn á, cực kỳ đơn giản luôn Kim. Thật sự nha, Marie không có xúi mua bậy mua bạ đâu, để tại vì tiền của mọi người cũng giống như tiền của Marie à. Người ta hả khó khăn người ta làm ra đồng tiền, mà hả mình xúi người ta mua bậy mua bạ để mình lời được vài đồng bạc, mà để cho người ta hả phải mất tiền á Marie, lương tâm không cho phép thiệt sự. Mặc dù tháng lương tháng nó cũng quan trọng, mà cái lương tâm nó quan trọng hơn nha. Không có dám xúi mọi người làm bậy làm bạ gì đâu nha mọi người. Nga Đăng Quỳnh có số mấy nữa Dạ cô? số 0 với lại số số 0, nó có số 0 với lại số số 2 nè mọi người. Nhưng mà hết hàng rồi, cái này của người ta rồi, người ta đặt 10 cây nó còn nè. Đây nè, nó cũng y hệt vậy luôn ha. Đó. 80k một cây. Sao cùng em muốn mua cái cỏ này cô? Ừ.
Hoa Phùng nó hết hàng rồi, bữa Mary thông báo là nó hết rồi, cho con màu vàng đi, cô chấm nụ cái đó rồi nè. Bây giờ mọi người sẽ lấy cây cọ đây, mọi người sẽ lấy cây cọ này. Trời ơi, nãy giờ nó lấy mà để đây nó không mở luôn. Chị lớp trưởng là mần ăn sống nhăn mất thời gian của người ta la giờ kìa, mở giùm tôi đi chị ơi. Cái nhỏ này nó ít sai lắm, cho nên lâu lâu sai tấm được nó phải la nó liền, có cơ hội mà mọi người. Rồi chấm nó một cái ha, chấm một cái ok hả, đâu phải lúc nào cũng la được nó đâu, tại nhỏ này nó ít làm lỗi lắm, mấy đứa nó ngoan quá cũng khổ ha, lâu lâu kiếm chuyện chửi nó. Mắng yêu lại đây ha, đây là cái cọ mà để vẽ hoa văn ha, hôm nay nó còn cái số 3, hình như số 2 hết rồi hả Vân? Còn số 2, số 3 không Số 2, số 3 vẽ đều được ha nha mọi người. Rồi, mọi người lấy cho Mary miếng nè, không? Lấy là phải lấy một giọt nha mọi người. Rồi, để mạnh xuống nào, để mạnh xuống. Đó, hất nó một cái. Đó, đẹp không? Đó. Cái cọ này không được, không có vẽ được treo nha, cái cọ kia mới vẽ được treo nha, cái cọ này nó chỉ làm được cái chuyện này thôi nha. Đó. Trinh Lê, cô ơi, cô vẽ bằng màu gì vậy cô? Đây là cọ bản đó em, đây là cọ bản. Trời ơi, sao để nó bị khô quá mọi người. Kim, bữa em mua số 3 rồi. Ừ rồi thôi, không mua nữa. Đó. Thấy chưa? Tuy nhiên biết cô trẻ quá, mua học online cô có tâm hơn. Em đỡ phải vô chỗ, không ra gì. Thôi giờ mình đã lỡ rồi thì mình ráng em ha. Mình lỡ rồi thì mình ráng chứ biết sao bây giờ. Thì đó lỡ thì giờ qua cô nè, cô hướng dẫn nè. Đó, theo dõi cô đi. Thì cô hướng dẫn lần lần cho nha. Chứ giờ hả mình học mà mình lỡ ấy rồi mình đâu có lấy tiền lại được nữa đâu. Thì thôi mình cố gắng mình khắc phục. Kim nào có xin quay về cô để em một cây nhé. Ok, Kim. Đó là mà là mọi người thấy nè, Mary nhấn nó vô nè, nó điểm điểm nó vô chút xíu. Thật ra này là Mary vẽ vời đó thôi, chứ nhấn mấy cái bông kia đã ra rồi nha mọi người. Thấy thấy cái cọ này vẽ ngon không đó, cái cọ này vẽ rất là ngon đó. Thôi ok đó, cái mẫu này là xong rồi ha. Rồi mọi người còn muốn muốn Mary hướng dẫn lại cái cánh hoa này không, muốn Mary hướng dẫn lại cất này vô lại, muốn Mary cất lại cái không để lên lá còn luôn, muốn Marie hướng dẫn lại cái hoa này nữa không? Đó mọi người thấy không? Đó, nó có những cái đường gân nè, thấy chưa? Đáng yêu lắm mọi người. Nó đáng yêu y hệt như Marie vậy đó. Marie nó ơi, Khang Nguyễn Nguyễn hả? Tâm, Tâm khỏe không Tâm? Bên đó mấy giờ rồi? Nhớ cô không? Thanh Trúc Nguyễn cho em hỏi chị bán ở đâu vậy Chị Marie bán hàng online, chị bán ở Sài Gòn Tân Bình nè. Rồi có ai cần phải hỏi gì nữa không, Marie cho qua mẫu á, Marie cho qua đặng Marie Marie làm chuyện khác nè, hướng dẫn tiếp mà vẽ hoa văn bằng cọ vẽ hoa. Hồi nãy nè mọi người để ý nè, cái hoa này nè nó có đường gân ha, rồi cái hoa này nó không có đường gân, gân nó rất là ít là nó vẽ. Hồi nãy mình vẽ bằng cọ tròn, bây giờ mình lấy luôn cái cọ này mình vẽ hoa luôn. Cọ tròn chưa có, lấy lần cây này luôn ha. Rồi tiếp tục. Rồi. Mấy cái này nè cô. Mấy cái đó có tốt không? Có top để dành làm chuyện khác. Hoàng Quỳnh Nhi, cô dạy Phi còn có tâm quá cô yêu. Yêu cô lắm. Yêu hoài nha. Ly dị chết với tôi. Chia sẻ chưa? Yêu tôi mà có chia sẻ cho tôi chưa? Rồi giờ ha Mary ha, làm ướt cọ ha, làm ướt cọ này không, cọ đang ướt không, chùi nó một cái, chùi nó một cái. Rồi ok, rồi vẫn là màu cam huyền thoại ha, màu cam lè, cam lét nè ha. Rồi mọi người hãy lấy là mình vẽ những cái móng nhỏ đó đó. 12 giờ đêm được cô. Ôi chưa ngủ ha em, mai có đi làm không, mai cuối tuần đó. Đây nè, để mạnh xuống nha mọi người, mọi người cứ vạch vô, bẻ lái nó vô là nó ra thôi ha.
Cái này thì nó không có ra được cái đường gân nhưng nó ra được cái hoa thôi nha. Thì nhiều có những cái mà móng nó nhỏ xíu, nó bé xíu á, thì mình vẫn là dùng cái này mình quệt được nha. Đó. Nó có gân mà nó gân hơi ít ha. Đó, mình vẽ những cái hoa nhỏ thì mình cần những cái cọ này, bởi vậy cho nên cọ nó không bao giờ là dư, có điều là mình chưa biết cách sử dụng nó, chưa phát huy nó được hết cái khả năng của nó thôi nha. Chứ còn cọ thì cái nào nó cũng ok hết. Khi một cái được em, nhưng mà cô không có ship Mỹ nè, nó vẫn có đường gân nhưng mà gân này gân nhẹ thôi. Mọi người thấy, mọi người thấy cái cây này cũng huy diệu không, nó vừa đánh được hoa văn mà nó vừa làm được hoa luôn ha. Đó rồi mình xuống đây, em nhờ ai mua đi, cô ship tới nhà cho rồi gửi bên Mỹ nha, cho em giống như học sinh của cô đang làm đó. Rồi đó, mọi người thấy nè ha. Nhìn cô vẽ ghiền quá. Ghiền cô hả? Ghiền cô làm phải mời cà phê cô uống á. Thôi mai giận khỏi livestream. Hỏi sao là không livestream vậy? Thèm cà phê, có đứa nào nó mua cà phê cho uống thì giận khỏi livestream luôn. Rồi, ok ha. Tài khoản cô mà nó vô tiền cùng ngùng ngùng. Tiền đúng ly cà phê phải không? 12k đúng không? Tôi không uống cà phê pin đâu á nha. Marie không có uống cà phê pin đâu á. Đó, ok ha. Đơn giản không mọi người? Ghê ha mọi người, có ví dụ cà phê pin nữa. Nghĩ sao mà đáng đậm lương tâm vậy trời. Đó, thấy chưa? Trời ơi, má ơi, nó quẹt quẹt cái nó ra rồi. Đi rửa cọ. Đi rửa cọ nữa nè. Xong rồi làm tiếp thôi. Khi mà Marie muốn ẹo ẹo là Marie hay đè cọ, mọi người có nhìn thấy không? Mọi người. Linh Nguyễn đang xem. Chị Linh đúng không? Chị Linh mình á hả? Linh. Chị Linh Bà Rịa á hả? Linh ơi Linh. Giấy tờ em tới đâu rồi? Có gì vui phải thông báo nghe. Con này nó hứa lẹo ghê, nó nói nó lên này nó không lên. Có cách nào à? Lôi bà Linh bà lên không? Bán nước rửa cọ sao mà ship đi Tâm? Đâu có nước gửi được nha, nhưng mà nó mắc lắm. Rồi mọi người thấy ok chưa nào? Mà mọi người thấy ok chưa? Rồi. Marie hả, cho một chút, cho miếng hoa màu vàng ở dưới nữa nè. Mình phệt hai cái nữa là đã được cái hoa rồi ha mọi người. Cái nước rửa cọ không có ship đi Mỹ được, có được mà nó mắc lắm á Tâm. Nó cộng thêm phí của mình nữa đó. Nguyên Thảo đang tập xem. Hả? Rồi, mọi người còn thắc mắc gì nữa không nè? Marie chuẩn bị kết thúc cái bài này luôn. Thấy không? Mọi người thấy không? Nó đơn giản không mọi người? Nó đơn giản, nó không có gì là khó hết trơn á. Có điều là nhiều khi là mình không có nắm được á nha. Một cây cọ nhiều khi nó nhiều công dụng lắm á mọi người. Mọi người mua không có bị ấy đâu, không có bị gọi là phí đâu. Cho nên là có điều là mình nhiều khi mình chưa có biết hết công dụng của nó đó. Thì Marie bán đồ là Marie review hết à. Đó, thấy cưng không? Đó, rồi bây giờ mình bỏ thêm chút xíu lá nữa ha mọi người, lá non, lá già gì đó. Rồi. Mình cứ điểm vào chút xíu ha mọi người. Rồi mọi người không hỏi nữa là Marie chuẩn bị cho tắt like nha. Mọi người đói bụng chưa? Muốn đi ăn cơm chưa? Cứ đè mạnh xuống nè, cái vẽ cái này mọi người cứ đè mạnh nó xuống là nó mới ra nha. Chứ mọi người mà vẽ không mạnh tay nó không ra đâu. Đó. Ok ha. Gấu đen màu này là màu bột bảng á gấu. Rồi xong rồi đó ha. Chuẩn bị Marie tắt like nha. Rồi mọi người đi ăn cơm. Ở bên Mỹ thì đi ngủ đi. Rồi nghe, lúc nào rảnh đó là lôi cái bài của Marie coi nha. Ai thương Marie thì cho Marie xin một lượt share nha.
À, chứ để Mary không có dám share nè, nó Facebook khóa Mary nữa, là tội nghiệp Mary lắm. Rồi, còn ai hỏi cái gì không nào? Mary nghỉ đây, Mary đi ăn cơm đây. Rồi, chúc mọi người làm giỏi nha. Rồi Tiền là lương coi đồ cô để đựng bột là gì vậy cô? cái này đó hả ma bé, cái này là cái hộp bút á Lan Nguyễn. Không có gì em, mình biết thì mình phải chia sẻ thôi, ngày xưa mình cũng đâu biết. Thật sự trước khi làm một người cô giáo thì cô cũng từng đi học giống như mọi người mà, cho nên là cô thấu hiểu được những cái khó khăn của một cái người mà học sinh đi học. Rồi ngày xưa thật sự những cái vấn đề của tụi em đó là thật sự nó là một cái vấn đề rất là nhức nhối, mà chính Mary là nạn nhân. Mary thật sự Mary đi học mà người ta không dạy gì, mà nói thẳng luôn nha, Mary rất có điều kiện đi học luôn, chơi cái gì là chơi cao nhất, không đồ là mua xịn nhất luôn đó. Mary rất là có điều kiện để mà đi học luôn, nhưng mà thực tế là đi học là thất vọng rất là nhiều. Và từ đó đi, lúc mà mình đi học mình thấy ủa sao cái người giáo viên người ta chảnh quá, mình ao ước, nó là tâm sự nghề một chút xíu ngoài lề, mình cũng ao ước thế, trời ơi, sao cái cô đó cổ giỏi, cũng cũng có hai bàn tay với hai đôi mắt thôi, một cái đầu, và tại sao người ta làm được, tại sao mình không làm được, thôi mình cố gắng. Nhưng mà thật sự á, cổ quá chảnh, cổ chảnh lắm luôn á. Mình nghĩ trong bụng mình nói sau này á, lỡ mà mình có được giỏi như vậy á, mình sẽ hướng dẫn lại mọi người, chứ mình không có muốn chảnh. Mary không có muốn Mary trở thành một cái người như vậy. Tại vì thật sự mình có tài là mình phải còn phải có đức nữa. Một người có tài mà không có đức đó thì nói thẳng luôn, mọi người tự hiểu luôn rồi đó. Cho nên đó, đương nhiên mọi mình người ta nói cái câu là có thực mới vượt được đạo. Thì đương nhiên, nhưng cái mà lợi nhuận để mà cái chuyện dạy học và cái chuyện mà bán đồ, đương nhiên nó phải có lợi nhuận, có thực mới vượt được đạo mà mọi người. Mary cũng cần phải sống, nhưng gọi là nó cho phép. Và khi mình đã nhận được đồng tiền của người ta rồi thì mình phải trách nhiệm như thế nào để mà cho nó xứng đáng mình nhận đồng tiền này. Nó thật sự là mình xài đồng tiền nó ý nghĩa lắm mọi người nha. Cho nên đó là lý do tại sao mà Mary hay giúp mọi người đó. Thì mọi người nè, thấy không, hai cái hoa đó, thấy không, là có một cái cọ tròn thì nó sẽ làm được cái gân đó, nó làm được cái gân. Còn mà cái cọ hoa văn á là nó không làm được, nhưng nó vẫn ra được nha mọi người. Thì mọi người nên có đủ hai cây cọ đi. Rồi bây giờ là còn câu hỏi gì nữa không ạ? À? Mộng Nhi lớp du chị, trời ơi Mộng Nhi kêu tôi tan tên nó, bây giờ nó mới xuất hiện. À, cô là dễ thương nhất nè. Cảm ơn Loan Nguyễn nha. À, cảm ơn em, chúc cô sức khỏe là cô mừng lắm, tại vì cô Marie không có. Bye bye Tâm, nhớ nhớ lớp, ok. À, tại vì những cái gì mà mọi người gặp phải là Marie cũng đâu ngoại lệ. Marie cũng trước khi mình giỏi nghề thì mình cũng là một người rất là dở, thậm chí là mình không biết, mình ngu ngơ lắm, mình đi vô người ta dễ gạt gẫm mình lắm. Cho nên nó là mà nói thẳng luôn, Marie cũng bị gạt, gạt hơi bị nhiều luôn á mọi người. Marie không có dám nói cái chỗ mà Marie ngày xưa Marie học ra đâu. Tại vì nói ra một cái là thôi Marie cũng không có muốn cái chuyện mà nó như vậy. Với lại tính Marie vậy á, không có muốn hại ai hết trơn á. Cho nên nó hả dễ gì mà Marie đi dám khai ra cái chỗ đó. Tại vì thôi kệ, người ta còn phải làm ăn thì thôi, mình thấy mình tránh đi. Do mình cảm nhận không tốt thì mình bị thôi. Đó. Trời ơi, chị Diệu mai Diệu qua chơi em không? Ủa mai chủ nhật thứ hai Diệu qua không? Thứ hai Diệu Diệu với bé Nhi qua không, danh danh qua không? Ồ Mộng Nhi bận quá hả? Ok, bận là tốt. Rồi bây giờ thì Mary đã tâm sự xong rồi mà, và mọi người không còn hỏi nữa, thì Mary xin phép Mary được tắt cái like này nha, tại vì Mary còn phải đăng lên YouTube nữa. Với lại nó nghe nè, mọi người nhớ share nha, cảm thấy mà hữu hữu dụng thì like cho Mary, chia sẻ giùm Mary nha. Ok chị Diệu, thứ hai em đợi mọi người, tại thứ hai em có một người học sinh em đào tạo cấp tốc á nha. Ok mọi người, bye bye mọi người, yêu mọi người, nhớ khoe với Mary nha.